Thưa quý vị, thực hiện nghị quyết số 33 NQTVK của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước hơn 10 năm qua, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên đã phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức được gần 100 chương trình lưu giữ hồn quê. Đây là chương trình nhằm lưu giữ những giá trị nghệ thuật truyền thống và tôn vinh những nét đẹp bản sắc văn hóa làng quê Việt. Đồng thời là chương trình góp phần phát triển các câu lạc bộ văn nghệ quần chúng ở cơ sở. Sau khi nhận được thông báo, đội văn nghệ phường Nhân Hòa, thị xã Mỹ Hào tham gia chương trình lưu giữ hồn quê do Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên tổ chức. Toàn thể các hội viên đã tiến hành tập luyện các tiết mục tham dự chương trình. Đây là lần thứ hai câu lạc bộ văn nghệ phường Nhân Hòa tham gia sân chơi này nên các thành viên rất phấn khởi. Các cụ ví là một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Thì tối đến là chị em là cũng cứ thường vào thứ bảy chủ nhật thì lại ra nhà văn hóa xong rồi là hội tụ rồi ôn tập những các cái bài múa bài hát rồi cho nó vui. Không chỉ tổ chức các chương trình lưu giữ hồn quê tại Hưng Yên, chương trình còn được kết nối với nhiều tỉnh bạn như Thái Bình, Hà Nam và một số tỉnh. Đây là chương trình lưu giữ hồn quê được tổ chức tại đền Lảnh Giang với sự tham gia của hai đội xã Mục Nam, thị trấn Duy Tiên, Hà Nam và phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên. Diễn viên của hai đội chủ yếu là thành viên của đội văn nghệ. Qua chương trình, các diễn viên đã được tập luyện tích cực, tạo được các tiết mục văn nghệ hấp dẫn. Qua cái chương trình lưu giữ hồn quê thì chúng tôi địa phương cũng quảng bá các cái nét văn hóa dân gian của địa phương. Chúng tôi rất là phấn khởi và hăng say tập luyện để đem đến những cái phần giao lưu tốt nhất cho chương trình và muốn quảng bá những nét truyền thống của địa phương Lam Sơn nói riêng và của tỉnh Hưng Yên nói chung. Thông qua những cái hoạt động lưu giữ hồn quê và những cái hoạt động văn hóa văn nghệ thì sẽ thúc đẩy được cái phong trào văn hóa văn nghệ ở cơ sở, góp phần cho cái việc mà xây dựng chung tay xây dựng nông thôn mới. Người dân yêu văn nghệ, địa phương quan tâm tạo điều kiện để các câu lạc bộ được tham gia các sân chơi văn nghệ như sân chơi lưu giữ hồn quê, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của người dân, tạo sự phát triển các phong trào văn hóa văn nghệ, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đoàn kết trong thôn xóm, góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đồng thời giữ gìn và phát huy các giá trị nghệ thuật truyền thống của dân tộc.